kiếm cái vậy anh giấu mất tiêu rồi. Ơi, giờ sao? Để ăn nha, để ăn. Thiệt quá, xong rồi em ăn luôn, khỏi cần bổ gì chứ. Giữ không, bây giờ giữ không? Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì theo như mọi người biết á, thì đa số đàn ông của tụi mình đi làm về thì bao nhiêu tiền mình cũng đưa cho vợ giữ hết đúng không? Thì ít có người đàn ông nào mà giữ tiền lắm mọi người. Nói chung là cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà đa số là toàn là vợ giữ là nhiều đúng không? Thì ok mọi người, thì hôm nay mình sẽ thay mặt tất cả cánh đàn ông của tụi mình để mà mình giành lại cái quyền giữ tiền của tụi mình làm ra mà tại sao tụi mình không được giữ nha mọi người. Ok, thì bây giờ mọi người hãy xem mình đối phó với con vợ nhà mình như thế nào nha. Ok, vô. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi vô kêu vợ mình ra ngồi đây để mà nói chuyện nha. Đợi mình chút xíu nha. 2 hours later. Ra đây nói chuyện. Ủa, vô phòng cũng được vậy thì em vừa chụp anh vừa thôi. Ra đây nó có chuyện gì mà. Thôi mà em mà biết nữa. Quy ra đây. Anh trốn á. Anh trốn. Bấm điện thoại gì, giờ nghỉ bấm thoại đây anh có chuyện nói. Nghỉ bấm đây, nghỉ chụp đây. Chụp chi vậy? Anh nói anh có chuyện cần bạn với em nè. Gì? Tập trung vô. Nói. Nghe vậy luôn. Thì anh nó quyết định rồi, từ đây về sau á, tiền anh làm ra anh giữ. Cười cái gì? Vô duyên. Mắc gì vô duyên, tiền anh làm ra thì anh giữ thôi. Tự nhiên đây là giữ tiền. Chứ thì sao? Thì tiền của anh làm ra mắc gì anh không được giữ. Ủa anh đang nghiêm túc hả? Anh đang nghiêm túc. Mà anh đang nghiêm túc hả? Ờ. Thiệt không? Thiệt. Anh nghiêm túc hả? Không ra. Ngồi xuống đi, đang nói chuyện đàng hoàng nha. Anh nghiêm túc thiệt không? Ừ, nghiêm túc đó. Thiệt không? Thiệt. Giữ tiền. Ừ. Này là giữ tiền. Ủa chứ tiền mắc gì tiền anh làm ra mà không cho anh giữ. Giữ tiền làm gì? Thì đàn ông trong nhà anh là trụ cột nên anh phải giữ. Nói chung là tiền anh làm ra thì anh phải giữ chứ. Mắc gì tiền anh làm ra phải về phải đưa cho em. Ủa đó cái lực nào mà chồng đi làm tiền ra mà đem về phải đưa cho vợ vậy? Thì nói chung là anh giữ tiền cũng ok nhưng mà với một điều kiện. Tại vì thường thường á, em giữ tiền thì em sẽ mua tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ anh giữ tiền đi, anh chạy xuống anh mua nước mắm, mua bột ngọt, anh mua gạo, anh mua ha, em hết băng vệ sinh anh cũng chạy đi mua băng vệ sinh. What? Rồi mua quần nhỏ áo nhỏ đồ thứ mua hết tất cả. Ok, cái đó là anh xài tiền em đi mua. Không cái đó là em phải xài tiền không xin anh. Cái đó là em giữ tiền em tự đi mua, cái này anh giữ tiền thì anh mua. Đâu ngay có cả chuyện, cái đó có luôn chuyện nào đó đâu có vụ không đó. Không, thì em nói gọi với điều kiện anh chỉ mua thì em đưa anh giữ tiền. Vậy á, bây giờ anh nói nếu em muốn giữ tiền thì bây giờ em đi làm ra tiền đi rồi em giữ. Okay. Thì nó cũng giống như cái chuyện mà tại sao em giữ tiền thì anh phải đi mua. Ồ vậy từ đây về sau em sẽ không giặt đồ, không nấu cơm, không rửa chén gì cho anh trơn á. Anh muốn anh đi ăn thì anh lấy tiền đó, anh đi ăn mì gói anh lấy tiền đó, anh thuê người ta giặt đồ hay gì các thứ đi. Ủa tại sao? Ủa tại sao? Tại sao? Thì cái tiền đó là cái tiền công em ở nhà, em giặt đồ, em rửa chén, nấu cơm cho anh ăn, dừng tới bỏ ăn, có khi anh chơi game em ngồi anh đút anh nữa, anh đổi hỏi gì nữa. Có luôn. Ê, có đút luôn. Ê, có nghe bạn, có cái bạn. Có hồi nào vậy? Có nghe. Thì mấy lúc em ép anh ăn đó. Không có đâu. Ê, qua cầu hút chát. Qua cầu hút chát không? Hả? Ê, đây nói chuyện là động tay. Qua cầu hút chát hả bạn? Anh nói rồi, từ đây về sao anh giữ tiền? Không cần biết lý do gì hết, còn mấy cái chuyện đó không, thì em tự thì em nói rồi nhưng mà anh như thỏa thuận như em á, cái đó là chuyện của em, còn cái chuyện mà tiền là tiền của anh giữ tiền đúng em không? em muốn xài em phải xin anh chứ, mắc gì anh xài anh phải xin em, mà trong đó là cái tiền anh làm ra nữa. Ok vậy thì từ bây giờ anh giặt đồ, rửa chén, có cơm, lau nhà đồ các thứ. Ủa cái nhà này cũng là của em mà. Ờ, mắc thì gì là, của là em không được giữ tiền đây, không được làm là lại em làm có tiền. Em thích làm có tiền, coi như cái đó là tiền làm của em đi.
Ok, thì bây giờ cái tiền anh làm vậy phải không? Anh sẽ đưa cho em phân nửa. Còn phân nửa đéo phân nửa. Em 99%. Mắc gì? Em là vợ anh. Ủa lý do gì vợ mình giữ tiền cái gì? Ở đâu nghe ngang ngược kìa, tự nhiên cái này đòi giữ tiền à. Em nói anh nghe nè, đàn ông giữ tiền. Đàn ông thì chắc hơi sai quá. Nhưng mà nói anh giữ tiền nè. Thứ nhất là đi nhậu nè. Thứ hai là đi bia nè. Đi massage nè, gái gú nè. Tụ tập, đàn đứng, ăn chơi, xa đỏ, bê tha hết trơn tiền. Tiền đâu em mang bánh, tiền đâu mua kem sức, tiền đâu uống sữa. Ủa mắc gì, đàn ông giữ tiền là phải đi uống bia ôm, là phải đi không, massage. Em không nói đàn ông, em không nói đàn ông, em nói anh. Anh hả? Anh hồi đó giờ anh đâu có đi. Thì em đâu có tiền đâu mà đi. Em giữ hết tiền rồi, tiền đâu anh đi. Nhưng mà anh chưa giữ làm sao em biết anh đi bia ôm? Chưa giữ, thà chưa giữ mà anh cứ suy nghĩ đó trong đầu anh. Âm mưu anh lập kế hoạch rồi bây giờ anh. Tự nhiên hôm nay anh đùng anh đòi giữ tiền làm gì? Không. Anh đòi giữ tiền làm gì nói anh nghe coi. Thì tại tiền anh làm ra thì ít nhất anh phải giữ được phần nữa chứ. Thì em cho anh giữ một phần rồi anh còn đòi gì nữa. Phần nào? Một phần một. Phần tiền lẻ. Ừ, một phần một, còn chín phần nó đưa em. Một phần có tiền lẻ. Ừ. Thì đủ tiền anh đi nhong nhong xuống đánh bia được rồi. Anh không hút thuốc. Nhưng mà anh uống bia thì em vẫn trả tiền. Em vẫn mua mồi đầy đủ cho anh đàng hoàng, không thiếu. Em không cho anh nhậu mì sống luôn nha. Em vẫn cho anh nhậu đàng hoàng, vẫn mua mồi cho anh đàng hoàng. Em làm mồi cho anh đàng hoàng luôn. Ủa? Em không hề cho anh thiếu thuốc cái vụ nhậu đó luôn nha. Wow. Ủa? Chứ một tháng nhậu được mấy lần rồi? Thôi đi. Không cho. Nè, đừng có ngụy biện, có muốn em cãi không? Có muốn tháng này anh biết là nhậu mấy lần không? Mấy lần. Một lần không? Mấy lần. Một lần con khỉ khô anh á. Ê, một tháng nhậu thì nếu mà một tháng anh nhậu nhiều nhất thì cũng có 3-4 lần cũng nhiều, đúng không? Cãi đi, nhầm tháng anh nè, không nhậu luôn. Em kể, ở nhà 2 lần, đi ăn lẩu dê 2 lần, đi lên chú Năm 1 lần. Còn nào nữa không ta? Xương xương là 5 lần rồi đó bạn. Thì nó bù đắp cho mấy tháng mà thôi, anh không được thôi, đi. Thôi. Phải bù đắp lại chứ. Chứ bây giờ tiền em giữ. Để điên à? Không. Tiền là phải tiền anh làm ra là anh phải giữ. Anh phải giữ 50% cho nó lên. Em chỉ được 50% thôi. Tại sao em phải giữ hết? Cái đâu có cái lực nào mà vợ phải giữ hết cho tiền đâu. Rồi nếu mà em giữ tiền đúng không? Rồi á, tới sinh nhật nè. Tới em chỉ cần tiền thôi, em chứ không cần quà. Ok, em giữ tiền là em yên tâm, em không cần quà. Em không thích quà, em thích gì em tự mua được. Ok, em không đòi hỏi đó, em không tỏa anh luôn á. Thề là em không đòi hỏi anh luôn. Em không cần anh tặng cái gì luôn. Có gì? Không, cái đó là kiểu như câu nói vu vơ, buồn miệng. Nếu mà đã chấp nhận không có, không đòi thì đừng bao giờ đòi. Đừng bao giờ mở miệng lên nói chơi hay là nói gì hết. Tớ buồn, tớ nói chơi gì đó. Ê, mất gì buồn, nếu buồn thì giờ đưa tiền cho anh đã. Ê, nói không có được chỉ trỏ nha. Thích chỉ đó, chỉ gì đó. Không mà không có đưa giữ tiền. Rồi, khỏi, không đó, anh muốn giữ tiền. Cũng được thôi, với một điều kiện. Nhưng là nhỏ nhoi luôn. Không có điều kiện gì hết trơn, tiền anh giữ là không có điều kiện gì hết trơn. Tiền của anh mắc gì anh giữ, phải có điều kiện. Nói chung là giờ anh đi mua giùm em cái rồi em đưa tiền nhanh giữ. Không, cái đó không phải chuyện của anh. Ô vậy thôi, đéo không có đéo gì luôn. Nói chung là anh giữ tiền, mắc gì tiền của anh mà em phải giữ, mắc gì tiền anh mỗi lần anh xài em phải xin. Ủa mắc gì em phải giặt đồ cho anh, em mắc gì vợ. Em phải nấu cơm cho anh. Anh đi cưới hỏi em về đàng hoàng chứ không phải tự nhiên anh về đánh anh bắt em về đây đâu. Ờ thì em là vợ anh thì đương nhiên em phải giữ tiền của anh. Chừng nào em người dưng nước lã mà em đòi giữ tiền của anh thì anh thôi nói. Đâu là không cho em giữ đâu. Anh chỉ nói là em không. Giữ 50, anh giữ 50. Không, không có 50. Cái đó là nè, công bằng vợ chồng. Anh giữ tiền làm gì nói nghe rồi. Anh giữ tiền làm gì? Anh giữ tiền có khi á anh mua quà tặng em tạo bất ngờ. Bây giờ cái quà là em không thiết rồi bỏ qua bên. Không, em không có thích. Em thích cái gì em tự mua. Em tự mua. Không, anh mua không có dự ý em. Anh mua không có dự ý em. Chỉ cần anh hôn em một cái thôi là em thấy là tình yêu nó nâng lên rồi. Không cần tặng quà gì chứ. Bỏ qua đi. Không được. Rồi gì nữa? Rồi gặp tiền làm gì nữa? Đi da có luôn nè. Mồi rồi bia đồ em lo hết luôn rồi, em cặn gì nữa anh nói nghe coi. Đồ đạc của anh là cũng tự em đi mua, anh không có đi lựa, không có đi mua luôn á. Sao nữa? Thì bởi vậy bây giờ anh mới muốn quản lý cuộc sống của anh. Ừ thì bây giờ anh nói đi, anh đưa em một vài lý do anh cần tiền để em mua vậy làm gì nói em nghe. Để em bỏ túi.
bỏ túi, nhẫn có tiền bỏ túi nè. Đâu rồi? Nè, đây đây. Ờ. 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 bạc. Ủa 5.000 bạc không được 6.000 nữa. Bỏ tiền thì anh nói có nè, tiền bỏ cả luôn nè, nè cả luôn đó. Trời ơi, ai biết đi đến pizza thua hết chi rồi. Ê, thua hả? Tôi sáng đi lấy sầu riêng cho đứa nào. Tốn hết mẹ 40.000 của người ta. Tự nhiên có 40.000 để đánh bây giờ cũng bị tốn mất tiêu luôn. Rồi không trả lại luôn. Rồi anh không ăn giọng với sầu riêng cái gì. Thôi, không còn. Thôi, bây giờ giữ tiền làm gì nói em nghe coi. Đúng rồi, không. Thì ở nhà thì giờ em giữ tiền, nhưng mà đi đâu em vẫn để tiền trong bóp cho anh để túi mà. Không. Thì đi đâu anh vẫn giữ tiền mà, bây giờ đi chơi, đi ăn lẩu dê đồ, anh vẫn có tiền trong bóp để anh móc ra anh trả, mà có bao giờ em móc ra em trả đâu. Anh muốn giữ luôn. Gì? Anh muốn em xè tay xin tiền anh. Em xin tiền rồi. Không. Ủa? Ê, cái vụ em xin tiền anh là xin tiền hoài luôn á, lâu lâu rồi. Em không có xin. Em xin tiền lẻ. Ê, của lẻ. Bánh cái tiền chẳng em mua. Tiền lẻ có cái tiền lẻ của người ta để người ta xài không mà em cũng lấy nữa. Em sao em xài tiền em đi rồi em nói. Tiền chẳng mua. Thôi khỏi. Thì bởi vì anh nói anh muốn em xin thì em xin tiền lẻ, anh muốn gì nữa nè. Quay lại cho em một lý do chính đáng thì anh giữ tiền đi. Anh quay lại cho em lý do chính đáng, anh muốn mua gì anh muốn xài gì anh nói em nghe được. Nói chung là anh muốn đảo ngược lại, đàn ông phải giữ tiền chứ. Mắc gì đàn bà phải giữ tiền. Vậy anh đi mua giùm em được không, phải xin đây. Cho tiền em đi mua. Không. Không, cái gì mà không. Không. Bây giờ em mà em giữ tiền rồi anh có đi bước ra anh mua gì đâu. Cái gì cũng em mua không à. Đồ này đồ kia của anh, cái này em nhớ mua luôn. Đây nè, nhớ một điều nha. Em giữ tiền em nha. Ok luôn cái bộ. Em ok luôn. Không, cái đó nó hỏi mình mới nói cái vụ đó. Mình mới nói cái vụ đó. Bây giờ em nói nhớ nha. Em nhớ một điều nè, mới mốt nha. Giữ tiền. Mốt giữ tiền thì đi mua mồi nha. Ủa chứ ai mua, chứ ai mua bia là cái ông nội xong ổng đem lên, ổng đem lên này ở cái ai mua đi mua mồi. Ủa thôi nha, mình cũng quá đáng nha, mua mồi về em làm cho ăn em dương tới họng xong rồi em bữa chén rồi còn đổi gì nữa hả? Đồ nước lạnh tới thì anh muốn gì? Mà nói về em nói nãy là ngồi xuống đi, ngồi xuống em nói giữ tiền là phải đi mua này kia hết đúng không? Thì 11 anh uống bia, anh không thích uống ở đây, anh đi kêu em đi ra ngoài chợ mua về cho anh uống. Ê, tới đó là khỏi luôn nha. Khỏi cái gì mà dẹp khỏi. Mẹ luôn nha. Ủa vậy sao? Vậy thì đưa tiền anh giữ đây. Đéo. Nói chung không giữ lại. Mà nói chung là giờ giữ anh giữ tiền đó. Giữ. Anh giữ không? Giữ. Thôi đây là cuối mà. Giữ. Giữ không? Giữ. Mắc gì tiền anh phải đưa em giữ. Rồi anh đủ hả? Ừ. Thiệt đúng không? Ừ. Anh giữ hết đúng không? Anh giữ mẹ hả? Giữ đúng không? Giữ nè, giữ. Đừng đừng có vô duyên nha. Giữ không? Đừng vô duyên nha, đừng có lại lấy bạo lực ra đây để mà tăng cao thấp. Giờ giữ không? Giữ đó. Giữ không? Nó anh giữ, nó không biết anh giữ không giữ. Chưa con. Chó. Anh không biết từ đây giờ sao anh giữ tiền, anh không có đưa tiền cho em nữa. Giữ không? Để bây giờ 50% không được thì 30%. Ai? 20. Làm gì? Anh giữ đó, nói chung là anh phải giữ 50%. Vậy đi. Rồi, tôi sẽ quyết định. Định vậy đi. Kiếm cái vậy anh giấu mất tiêu rồi. Ôi. 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 Để ăn nha, để ăn. Thiệt quá, xong rồi em ăn luôn, khỏi cặp bổ đi chứ. Giữ không? Bây giờ giữ không? Nghỉ giỡn, nghỉ rồi đó. Nghỉ giỡn mà có lời giữ tiền không? Nghỉ rồi. Giữ lên đi. Ok không? Ừ. Thôi giờ em cho anh giữ tiền đó.
Để máu mà. Vừa lòng tới lắm. Cho giữ nó ăn giọng vậy ăn đi. Giỏi. Trả tiền viên ra. Ây! Đội viên. Dương viên. Ê ê ê. Nó gớt. Ok mọi người, thôi tôi cãi không lại nó rồi, nó cãi quá trời cãi à. Nó miệng nó bắn chữ đỡ không nổi. Nói chung là thua, chịu, buộc chịu. Ok mọi người, thì video mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip lần sau, bye bye.